Sức khỏe là tài sản quý giá không gì so sánh được của con người và xã hội. Đối với doanh nghiệp, vấn đề sức khỏe được quan tâm ra sao? Tôi luôn đề cao cái chất lượng sức khỏe của các đại lý của bên mình để các bạn chăm sóc được sức khỏe, để phục vụ tốt hơn cho cái công việc bán hàng hay là chăm sóc gia đình của các bạn. Đối với những đơn vị làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe, mong muốn của họ là gì? Sứ mệnh của hệ thống chuyên gia Hồng Phúc là kết nối bệnh nhân với các bác sĩ và chuyên gia giỏi đầu ngành. Càng kết nối được nhiều người bệnh nhân đến với các bác sĩ giỏi, càng là những cái niềm hạnh phúc của chúng tôi. Sẽ ra sao khi xuất hiện cái bắt tay giữa doanh nghiệp và đơn vị làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe? Ngày 10 tháng 10 năm 2017, Hẹn khám chuyên gia Hồng Phúc đã phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Hà Nội và Phòng khám Đa khoa Việt Life tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho toàn thể đối tác và nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Hoa. Sự kiện được đông đảo toàn cán bộ, nhân viên và đối tác của công ty hưởng ứng, đem lại nhiều kết quả thiết thực cũng như ấn tượng tốt đẹp. Khi mà chúng tôi đưa các đối tác đến đây để khám và chăm sóc tư vấn về sức khỏe thì chúng tôi rất là an tâm, rất là tin tưởng và rất là hài lòng. Hẹn khám chuyên gia Hồng Phúc, mang Hồng Phúc đến cho mọi người.